Help me! No!
thấy nghiện đâu. Anh còn làm hẳn vào. Cả cái khóa này. Anh như kêu là làm 1.000 vào game không được nghiện. Xong rồi anh làm cả vào Bully Zombie. Không sao. Không sao hết. Đam mê. Ờ nhỉ, mình đang test combo này, lên đủ nhanh mới được không? Ủa, anh đưa cái này gì anh? Không giờ. Anh có đi chợ ôm. Ôi, anh ngâm rồi. Ăn rồi. Hôm qua vừa tổng tiền thay. Chắc này đi thôi. Em ơi, game đần. Qua 18 mà. Qua 18 thì nay hôm nay tổng tiền khách mình lương. Hôm qua 18 tổng 18 rồi. 18 tức là nó không bị chết. Thế vẫn lấy được đúng không anh? Sao? Trời, thật may mắn. Rồi xong tháng sau thì tháng sau anh có làm kinh đấy thêm không? Đang làm á. Anh làm bao giờ nó đi xe đi không á? Nó vẫn chưa đi xe. Chưa. Nó khỏe mạnh mẽ sao anh? Khỏe. Sống bao lâu rồi ạ? 20 ngày rồi. Ok. Ôi. Ăn mừng rồi. Xe nào đầu tiên là muốn cho mình đi giải. Ngày luôn mà, gần 2 tháng. Thế là một cái giải này, rồi thay thế này, bấm nhầm thuận này. Bấm nhầm thuận này, bấm nhầm thuận này, lên hồi sinh này. Lên hồi sinh xong thì bán hồi sinh. Bán hồi sinh thay vào hằng. Đây còn có bằng xương đồ ta. Xong rồi bán hồi xương này. Đây còn có bằng xương. Ô! Cây!